ba sao mà mặt mày tới mét vậy? Gặp ba con đỡ. Tôi ngồi xuống đây. Lucy, uống miếng nước đi. Sao rồi? Bà thấy đỡ hơn chưa? Sang Sang ơi, tôi sợ quá. Thôi được rồi, bà bình tĩnh lại đi. Rồi bà kể cho tôi nghe, có gì tôi xử cho bà cho. Hồi nãy á, tôi đi coi phim về, xong rồi... Tôi xin dạy ông Cương, tôi đói quá. Trời ơi! Thì ra là lão ăn mày. Thiệt tình đó. Mà nãy giờ nhà ngươi nói cho ta nghe, ta tưởng đâu là phim kinh dị chứ. Thì chắc chắc tại tôi đi coi phim kinh dị về, xong rồi có chút ám ảnh. Thôi được rồi, chuyện qua rồi, bà đi lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi. Đã nhét gan còn đặt đi coi phim kinh dị nữa. Để coi, từ ngày hôm nay trở đi, ngươi có còn dám đi chơi về khuya là không? Cái gì? Bây giờ mới có 10 giờ thôi, khuya cái gì mà khuya? Lucy ơi, 10 giờ là sớm so với ở trung tâm thôi. Nhưng còn ở khu mình ở, 10 giờ là muộn lắm rồi đó. Mốt Lucy đi chơi, nhớ về sớm sớm một chút cho an toàn nha. Hòa Quân nói đúng rồi đó. Bà là con gái con nước, mà tối ngày cứ đi chơi về trễ hoài à. Lần này á, hên cho bà là gặp ông ăn mày đó. Chứ mà gặp cướp hay là trộm hay ma thiệt á thì lúc đó tôi không dám nghĩ đâu, tôi không dám nghĩ đâu. Bà an ủi tôi hả hay là bà đang dọa tôi vậy hả? Thôi mệt rồi, tôi đi lên lầu đây. Cô Tắm đã bỏ đồ vào máy giặt và bấm nút. Cô Tắm cũng đã hút bụi sạch sẽ cho phòng tập, luôn cả phòng ngủ. Bây giờ thì cô Tắm đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Cô Tắm đi dự dạ hội nha. Ê, bộ tối qua bà bị hù vố chưa khiếp hay sao mà trời chưa xuống núi bà đã xách tới đi chơi nữa rồi? Có gì đâu mà khiếp. Tại vì hôm qua tôi coi phim kinh dị cho nên là có chút ám ảnh thôi. Chứ đó giờ tôi đi chơi về khuya có sao đâu. Ừ, phải rồi đó. Tôi nghĩ á, con ma nó sợ bà chứ bà đâu có sợ ma đâu, đúng không? Thôi đi, nói tới nói lui á, cũng có được cái gì đâu. Tôi nói cho bà biết nha, đi đêm thế nào cũng có ngày gặp ma cho coi. Ma thì còn đỡ, chứ gặp á, mấy cái tên cướp hay là mấy cái tên biến thái á, thì không có xong đâu. Lucy à, Lucy phải cẩn thận nha. Nếu mà Lucy về khuya quá, thì đừng ngại ngùng gì nữa mà không bắt máy lên gọi Hòa Quân ra đón. Trời ơi, coi kìa. Lo quá ha, lo quá thì năn nỉ bả đi. Lucy ơi, Lucy à, cho Hà Quân lẻo đẻo theo sau làm bảo vệ nha. Ngốc. Thôi, mấy người cứ ngồi đó mà tán chuyện đi. Ảnh tới rước tôi rồi, bây giờ tôi phải đi đây. Bye bye. Nè nè, tới đây, tôi nói nè, nhanh lên. Cảm ơn anh. Tạm biệt anh. Ngày mai mình gặp lại nha. Chúc em ngủ ngon. Ủa, đi đâu mà nhanh dữ vậy trời?
cần thì lại không có. Trời ơi, coi bà Lucy hết hồn hết vía kìa. Ông vừa phải thôi, bả mà sợ quá xỉu luôn là mệt á. Phải cho bả một bài học để chưa cái tật đi chơi đêm mới được. Tôi nghĩ bây giờ hai tụi mình dừng lại đi, đủ rồi đó. Nhìn kìa, Lucy sợ chết khiếp luôn rồi đó. Tào lao, giật cái gì bây giờ? Mình phải cho bả một bài học nhớ đời để bả không bao giờ dám đi chơi khuya nữa. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Hôm qua bị một cú nhớ đời luôn, mà rốt cuộc ngựa quen đường cũ cũng xách đít đi chơi nữa kìa. Trời ơi, sao không có ai bắt máy vậy nè? Bà tới, vừa vị trí. Thôi, đợi xíu. Cái lưỡi, lưỡi đâu? Sẵn sàng. Đi. Bỏ chạy ra ngoài đường luôn rồi kìa. Bây giờ tụi mình làm sao đây? Chắc là bà chạy ra cổng trước khu chung cư để về nhà chứ sao. Thôi, tụi mình đi vô thay đồ lẹ đi, không thì bà phát hiện bây giờ. Đi nhanh lên. Điểm danh, điểm danh. 1, 2, 3, 4. Ủa, tụi mình đủ 4 đứa. Vậy người đó là ai? Là mẹ. Mấy đứa nhỏ nó chạy công đích. Mà cũng sợ danh ca Kim Ngọc Bảo này chứ bộ. Sao mà tự nhiên thấy rùng mình ớn lạnh vậy ta? Thôi nha, mình không giỡn với các bạn đâu nha. Đôi mắt ai thật đồng lại. Em là một nàng tiên trong anh. Anh đã tìm kiếm suốt bấy lâu và thực sự là em. So beautiful. Và chàng hoàng tử sẽ dành cho em một thiên đường. Vì anh đẹp trai, ngọt ngào và dễ thương. Mà anh lại